Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay lên cho các bác một mẫu xe gọi là siêu phẩm của dòng Sava, Sava High Speed, được trang bị carbon toàn phần từ vành, cổng yên của Ford ghi đông. Chiếc xe siêu nhẹ, trọng lượng chỉ khoảng 56 cân, được chạy full group Shimano 105 7000, rất là cao cấp, nước sơn chủ đạo đỏ trắng, trông rất là thể thao, sơn nguyên bản, tổng thể xe thì còn rất là mới. Như các bác thấy trên hình là hầu như là trên sơn là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Xe này là chủ xe cũ ở bên kia là người ta chỉ đi lướt qua, người ta bán lại. Họ đi rất giữ gìn nên là giữ được cái độ mới xe, như xe mới. Hôm nay đánh giá chiếc xe là phải trên 95%. Trang bị bộ đề 105 full, full bộ group 105. Lốp này là Đức Michelin, vành cơ bản carbon rất là dày. Xe được trang bị bộ tay lắp cũng 105. Thì dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Và chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Em sẽ vào chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Nhíp 11 tầng và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ. Chuyển động thì rất là chân chung mượt mà. Chiếc xe này đang bán bên em mức giá chỉ có là 24.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.